Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị. Cái tủ này không có gì tương tác. Phải là mở đèn pin. Ở đây cũng không có gì hết. Cửa này thì không mở được. Này không mở được. Ủa tắt đèn đi ngủ hả? Như mình vừa thấy cái gì đó xuống cầu thang. Bây giờ ở đây xuất hiện cái cửa màu đỏ. Bữa này bị khóa rồi. Khóa luôn. Ta làm sao để mở nó vậy? Đi ngủ tiếp à? Ở đây có cái chìa khóa không? Lấy cái chìa khóa. Trời. Vừa chạy vừa phải né cái con đó. Qua đâu nhỉ? Đó nữa. Bốn đâu? Chắc tại mình thua hai mạng nên họ mở con số đó mình dễ đi ha. Nó nằm ở đâu vậy? Còn nó dí hoài hên quá. Hỏi cái gì vậy? Vậy mà cũng dính được. Có tài.
Hòa đây. Thấy nó đó nha. Ra đâu ta? Cuối cùng cũng tác. Ủa, vậy là hết đó hả? Trời đất ơi. Coi như game này mình chơi tới đây thôi, cũng hết game rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha. Bó tay đi.